bánh. Đứng ngoài sân đi. Bị đấu. 5 4 3 2 1 xuất phát. Bên hai đội đang ngang lưỡi nhau về tốc độ. TNT đang có những hơn. Đầu tiên đi có giành được Victoria là go. Một chiến thắng hoàn hảo. Vâng, đẳng cấp đã được thể hiện ngay tại giây phút này. Vâng, đồ ổn định giống như bạn một thành viên của đội PO và đội TNT nó đồ ổn định đánh giá tất cả. Và ngày hôm nay những lời khuyên, những kinh nghiệm làm chú robot đó sẽ hiệu quả.